Cục đăng kiểm Việt Nam, Điền Kinh Việt Nam và khả năng tái diễn ùn tắc. Cục đăng kiểm Việt Nam, Điền Kinh Việt Nam đã thông báo rằng việc khởi tố hàng loạt đăng kiểm viên gần đây đã tạo ra một thách thức lớn đối với hệ thống đăng kiểm và dự kiến đến năm 2026 vẫn chưa thể bù đắp số lượng đăng kiểm viên bị thiếu hụt. Mặc dù Điền Kinh Việt Nam đã tổ chức các đợt đánh giá và các lớp tập huấn nghiệp vụ liên tục, tình hình vẫn đang lo ngại. Tình hình đăng kiểm tại Hà Nội và rủi ro ùn tắc. Hà Nội, một trong 6 địa phương có nguy cơ ùn tắc đăng kiểm trong tháng 12 năm 2023. Nếu không có các giải pháp đồng bộ để giải quyết vấn đề này, nguy cơ tái diễn ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới ở các địa phương khác cũng là điều không thể tránh khỏi. Hệ thống đăng kiểm hiện nay, trên toàn quốc có 271/288 trạm đăng kiểm TTDK với 435/536 dây chuyền kiểm định đang hoạt động. Trung bình mỗi tháng, các trung tâm đăng kiểm định khoảng 633.600 phương tiện. Những thách thức và giải pháp, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Điền Kinh Việt Nam, cho biết rằng trong 2 tháng cuối năm 2023, có khoảng 677.802 xe cơ giới đến hạn kiểm định. Tuy nhiên, do việc phân bố không đồng đều của các trung tâm đăng kiểm, nhiều địa phương gặp thiếu hụt hoặc thừa. Dự kiến trong tháng 12 năm 2023, 7 tỉnh, thành phố có nguy cơ ùn tắc kiểm định bao gồm Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Trà Vinh. Trong năm 2024, 4 địa phương khác cũng có nguy cơ tương tự. Tâm lý không ổn định và lo sợ trong hệ thống đăng kiểm. Tâm lý không ổn định và lo sợ ở hầu hết các đăng kiểm viên và trung tâm đăng kiểm đã làm giảm hiệu suất và năng suất làm việc. Hơn nữa, trong thời gian tới, nhiều trung tâm đăng kiểm sẽ tạm dừng hoạt động do các đăng kiểm viên bị khởi tố và chứng chỉ của họ sẽ bị thu hồi. Một trung tâm đăng kiểm nếu có 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ trong 12 tháng sẽ bị tạm dừng hoạt động. Để đối phó với những thách thức này, cần có các giải pháp đồng bộ để đảm bảo hiệu suất và năng suất trong hệ thống đăng kiểm. Cục đăng kiểm Việt Nam, Điền Kinh Việt Nam và khả năng tái diễn ùn tắc. Cục đăng kiểm Việt Nam, Điền Kinh Việt Nam đã thông báo rằng việc khởi tố hàng loạt đăng kiểm viên gần đây đã tạo ra một thách thức lớn đối với hệ thống đăng kiểm và dự kiến đến năm 2026 vẫn chưa thể bù đắp số lượng đăng kiểm viên bị thiếu hụt. Mặc dù Điền Kinh Việt Nam đã tổ chức các đợt đánh giá và các lớp tập huấn nghiệp vụ liên tục, tình hình vẫn đang lo ngại. Tình hình đăng kiểm tại Hà Nội và rủi ro ùn tắc. Hà Nội, một trong 6 địa phương có nguy cơ ùn tắc đăng kiểm trong tháng 12 năm 2023. Nếu không có các giải pháp đồng bộ để giải quyết vấn đề này, nguy cơ tái diễn ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới ở các địa phương khác cũng là điều không thể tránh khỏi. Hệ thống đăng kiểm hiện nay, trên toàn quốc có 271/288 trạm đăng kiểm TTDK với 435/536 dây chuyền kiểm định đang hoạt động. Trung bình mỗi tháng, các trung tâm đăng kiểm định khoảng 633.600 phương tiện. Những thách thức và giải pháp, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Điền Kinh Việt Nam, cho biết rằng trong 2 tháng cuối năm 2023, có khoảng 677.802 xe cơ giới đến hạn kiểm định. Tuy nhiên, do việc phân bố không đồng đều của các trung tâm đăng kiểm, nhiều địa phương gặp thiếu hụt hoặc thừa. Dự kiến trong tháng 12 năm 2023, 7 tỉnh, thành phố có nguy cơ ùn tắc kiểm định bao gồm Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Trà Vinh. Trong năm 2024, 4 địa phương khác cũng có nguy cơ tương tự. Tâm lý không ổn định và lo sợ trong hệ thống đăng kiểm. Tâm lý không ổn định và lo sợ ở hầu hết các đăng kiểm viên và trung tâm đăng kiểm đã làm giảm hiệu suất và năng suất làm việc. Hơn nữa, trong thời gian tới, nhiều trung tâm đăng kiểm sẽ tạm dừng hoạt động do các đăng kiểm viên bị khởi tố và chứng chỉ của họ sẽ bị thu hồi. Một trung tâm đăng kiểm nếu có 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ trong 12 tháng sẽ bị tạm dừng hoạt động. Để đối phó với những thách thức này, cần có các giải pháp đồng bộ để đảm bảo hiệu suất và năng suất trong hệ thống đăng kiểm. Chia sẻ với những khó khăn của ngành đăng kiểm, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, giai đoạn quá tải đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Điền Kinh Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ban hành loạt quy định mới như miễn kiểm định lần đầu ô tô mới, kéo dài chu kỳ kiểm định một số nhóm phương tiện, tự động gia hạn kiểm định đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi cùng với ứng dụng công nghệ để nhận lịch hẹn kiểm định của người dân. Loạt khó khăn bủa vây trung tâm đăng kiểm, nhờ đó, hoạt động kiểm định xe đã ổn định, không còn ùn tắc. Thời gian tới, nhu cầu kiểm định tăng, bên cạnh việc tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong đặt lịch hẹn kiểm định, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Điền Kinh Việt Nam cần đẩy mạnh đề xuất ban hành giá dịch vụ đăng kiểm mới, có cơ chế tăng giá dịch vụ đối với các phương tiện có nhu cầu kiểm định ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ Tết, từ đó tạo thu nhập tốt, xứng đáng cho lực lượng đăng kiểm viên, thu hút nguồn nhân lực bền vững, ông Quyền mong muốn. Ông Quyền cũng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét phân hóa các hành vi vi phạm pháp luật, tạo điều kiện cho các đăng kiểm viên mắc sai phạm nhẹ có cơ hội được sửa chữa lỗi lầm, lấy công chuộc tội, tiếp tục phục vụ cho lĩnh vực đăng kiểm để phục vụ nhu cầu cấp thiết chính đáng kiểm định phương tiện của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng quá tải của các trung tâm đăng kiểm và các thiệt hại không đáng có cho xã hội. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho rằng,
tinh thần của Bộ Giao thông Vận tải trong lĩnh vực đăng kiểm là khó khăn mấy cũng phải vượt qua để phục vụ nhân dân. Đối với vấn đề nhân lực đăng kiểm viên, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Điển kinh Việt Nam chủ động xây dựng nguồn nhân lực mới bù cho số đăng kiểm viên bị khởi tố, nghỉ việc. Đồng thời, yêu cầu các địa phương, các trung tâm đăng kiểm phải hỗ trợ nhau trong điều tiết nhân sự. Cục Điển kinh Việt Nam đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải triển khai nhiều giải pháp,